Tỷ số 4-5. Ai xa. Hàng lô. Ui, nó bỏ quái. Bao nhiêu phát có đấy. Thank you.
90. Ăn quả này là xong á. Hai đơn giản hơn rồi. Hai do giờ. Ông bắt hết được bài của mình rồi. Sao lại là thế? Sao mình gạo mình lấy giờ thế? Đâu? Chính là trình em cho anh hai. Hai bài này. Sao? Cố gắng xem. Lấy lại một hôm nay đi đó. Ui. Ui. Bao nhiêu rồi? 2-3. Mình cấp 2-3 à? Mà mày đang làm chết tôi biết này. Làm chết tôi biết này. Đừng để nó đấm, đừng đua như vậy. Đua nó đấm chết. Đúng rồi, đừng đua thẳng bóng. Bóng loằng ngoằng của anh đâu. Tăng hoàng. Ui giời ơi, phải có đúng người mình. 7-3. Ôi da. 7-4. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đừng đưa vào thế thôi, công nó dí chết. Đá chấm cào, chấm được con điện viên thì không sao, chấm cả. Đúng rồi, bắn luôn. Mười năm à? Chưa ăn được, cứ lấy 11 chưa ăn. Đúng rồi. Ngoài vãi rồi. Lại vội rồi, vẫn lại quả thông minh nè. Có máy quay đấy nha. Cố lên. Kiếm lại 2 phần 3 nữa nào. Được 5 miếng rồi. Em sẽ cố bỏ đi. Bỏ ra đi. Mà bị thường thân trái, nó ông được xâm lại. Có thực sự. 3-0 à? 4-0 à? Đúng rồi. Á, giờ 5-0 rồi, thôi. Thôi. Hay chưa? Hay quá nhỉ? Bây giờ bỏ kìa. Ui, nó khó thế nhỉ? Ui. Cố gắng chung kết cho nó căng thẳng này. Chung kết thua cũng được này. What?
68 lên 68 rồi. Bảy năm. Ở đâu? Em thua hai quả. Thua hai quả. Đã đâu? Lên bảy rồi. Là 57 à? Ok, bắt trận tay nghiêm chỉnh nhau. Em thủ hay thế nhở? Không đấm được với nó đâu. Thủ hay thế gì gì ấy. Nó không bảo thêm anh mình cũng làm được. Không rồi. Ôi, bảy đều. Quá anh ơi. Ừ, quả chịu rồi. Thua. Anh hát tăng này của hay quá. 80 hả lại ơi. 97 79. Bao nhiêu? 90 à? Đỏ hay quá.